Chào mừng các bạn đến với kênh Vui học tiểu học cùng cô Nguyễn Hà. Ở video lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo tài khoản và kích hoạt tài khoản thi trạng nguyên tiếng Việt cho các em học sinh. Từ màn hình máy tính, tap vào Google. Nhập vào mục tìm kiếm. Đăng ký thi trạng nguyên tiếng Việt. Rồi bấm Enter. Sau đó ta chọn hàng trên cùng có dòng chữ đăng ký. Sẽ xuất hiện trang đăng ký thành viên. Thì ở đây các bạn lưu ý là những mục có dấu sao là bắt buộc. Ở hàng họ và tên thì nhập đúng tên của học sinh tham gia dự thi. Ví dụ bạn này tên là Nguyễn Khải Nam. Tên đăng nhập. Ở hàng tên đăng nhập thì ta sẽ chọn tên đăng nhập theo ý thích. Ở đây ví dụ mình chọn là Nguyễn Khải Nam 002. Ở đây các bạn lưu ý tên đăng nhập ta thường đánh liền không có dấu cách. Mật khẩu, chúng ta sẽ chọn một mật khẩu mà mình dễ nhớ nhưng cũng phải có độ bảo mật cao. Hàng nhập lại mật khẩu, ta sẽ nhập lại đúng mật khẩu ta vừa nhập lần 1. Đến hàng giới tính thì nếu bạn này là nam thì ta kích chọn vào ô là nam, còn nếu là nữ thì kích chọn vào ô là nữ. Ở đây là một bạn nam nên kích chọn vào giới tính là nam. Ngày sinh thì sẽ phải nhập đúng ngày tháng năm sinh của học sinh. Đây ta có thể kích chọn hoặc là tự nhập vào đây đều được. Hàng mã captcha thì đã hiện sẵn mã captcha và ta chỉ việc nhập đúng vào ô bên cạnh. Sau khi đã hoàn thành các thông tin ở trên, ta sẽ bấm vào nút đăng ký. Ta nhìn qua góc bên phải ở phía trên. Có tên của học sinh và số báo danh thì ta kích vào dấu mũi tên đi xuống và chọn phần trang cá nhân. Thì ở đây nó sẽ hiện lên dòng chữ là tài khoản của bạn chưa được kích hoạt. Bạn hãy gửi tin nhắn kích hoạt theo tài khoản cú pháp dưới đây để kích hoạt tài khoản. Ta sẽ soạn tin nhắn là TNV, dấu cách, số báo danh của học sinh và gửi đến số 8130 thì tài khoản của chúng ta sẽ được kích hoạt. Sau khi ta gửi tin nhắn tới số 8130, trong lúc chờ đợi tài khoản của mình được kích hoạt, thì ta sẽ chọn mục sửa đổi thông tin. Và ở mục này, thì ta sẽ sửa đổi thông tin của học sinh, chọn tỉnh thành, chọn quận huyện, chọn trường học, chọn khối lớp và chọn lớp học. Sau đó bấm vào cập nhật. Sau đó thì ta sẽ cho học sinh vào thi. Ở đây có hàng trên cùng có trạng nguyên toàn tài và có phần thi trạng nguyên tiếng Việt. Nếu mà muốn cho con em mình thử sức với trạng nguyên toàn tài thì ta sẽ bấm vào ô trạng nguyên toàn tài. Đối với trạng nguyên toàn tài thì mới chỉ có một vòng thi, còn trạng nguyên tiếng Việt thì đã có hai vòng thi. Ta bấm vào nút bắt đầu. Thì nó sẽ hiện lên cái dòng chữ là đã chuyển sang trạng thái thi tự do và ta bấm vào chữ bắt đầu này thì sẽ bắt đầu vào thi. Chúc các em học sinh có trải nghiệm thi trạng nguyên tiếng Việt hiệu quả, thành công. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.
Các bạn nhớ bấm like, đăng ký và chia sẻ kênh Vui học tiểu học cùng cô Nguyễn Hà để tạo động lực cho mình ra nhiều video hay hơn.